Vâng, Tiến BNB này xin chào cả nhà, chào tất cả các bác yêu âm thanh trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay Tiến BNB sẽ giới thiệu đến một dòng đẩy, một dòng men cao cấp. Đó là BMB 1600 Pro 4 kênh, tương đương là 1600W 1 kênh các bác nha. Hàng này là hàng nhập khẩu nguyên chiếc ở bên Trung Quốc. Đó các bác, BMB 1600 Pro 4 cây riêng biệt. Đây là con máy rất dài và nặng, nặng 47 cân cả bao bì. Đó các bác, đây đằng sau 4 cây riêng biệt các bác nha. Đó các bác, BMB 1600 Pro. Và đây là thùng của nó các bạn. Đó, đây là ngoài là cái thùng đấy ngoài của nó. 1600 Pro này các bạn này. Nhập khẩu nguyên chiếc nhá. Đó, Tiến BNB mới nhập hàng về cái được 3 hôm thôi. Hôm nay bây giờ đây là nó nặng quá, nó phải dùng cái loại này không? Chứ dùng sốt là con thua, nó phải dùng cái loại mút cứng như này thì mới chịu được. Còn nếu mà dùng sốt là mọt ngay. Còn đây là quyển sách hướng dẫn sử dụng. Đó, đây là tổng quan là cái mặt máy như này. Một nghìn sáu pro. Và đây bên trong thì tôi cũng tháo sẵn rồi cho các bác xem đỡ phải đợi chờ lâu lắm. Đó, các bạn nhìn khủng khiếp cái biên thế, nhìn khủng khiếp không? 20 phân tụ là chạy 1, 2, 3, 4 16 tụ chạy 4 quả gió, 2 quả gió to, 2 quả gió nhỏ to, chạy to Toshiba cả biết bao nhiêu sò tôi cũng đến rồi. Tại vì những hàng này nó là chuẩn đét thì đẹp luôn. Chất lượng điều kiện bao nhiêu quý vị biết. Đó, chất lượng điều kiện bao nhìn từng con điện trở và cực chất lượng luôn. Hay là tụ hàng đây. Hàng phân tơn. Tụ của nó là 15.000 vi, 63V. Đây các bác, nhìn nó khôn mức độ này. Chất lượng linh kiện nó không nghĩ được. 1600W một kênh các bác nhé. Máy này là 47 cân cả vỏ. BMB 1600 Pro tương đương là 1600W một kênh. Cái đẩy này thì là đây các bác nhìn thấy này, dây đồng đây. Nó to độ như này các bác có biết được dòng nó lớn như nào. Đây nó quá to, quá khủng khiếp luôn. Cái này các bác không phải gọi là hàng mận 1, hàng mận 2 nữa nhé. Tại vì cái này là Tiến BNB là đặt tên của BNB. Chứ còn đúng của nó ra là nó là vẫn là LAB Woodfan đấy. Nhưng mà Tiến BNB đặt riêng cho mình là BMB 1600 Pro. Thì là để tránh tình trạng nhầm hàng với cả một số nhầm khác. Nói chung là nếu mà hàng 1600 Pro mà của BNB Tiến BNB bán ra thì là nó là hàng chuẩn chất lượng cao cấp loại 1. Sai đâu các bác cứ gửi về cho Tiến BNB, bất kể các bác thợ nào lấy lại hay là một anh em nào lấy về một hàng có BNB 1600 Pro có tem của Tiến nữa, sai đâu thì là mang về cho Tiến bảo hành 1 năm, một đổi một trong vòng 1 tháng các bác nhé. Một đổi một trong vòng 1 tháng. 16 tụ này nó dài thằng nặng luôn các bác, dài cao bằng máy luôn đấy. 10 phân 12 phân đấy, tụ các bác. 15.000 mi 16 tụ. Đây đằng trước. Các bác nói chung là nhìn tùng những hàng này mà các bác đi sự kiện thì nó là chấm hết. Các bác đánh một cặp xúc kép hay là một cặp full đôi côn 100 tờ 22 hay đánh hai cặp full đôi thì là rất ok.
đánh rất lực và tiếng sáng cực sáng luôn các bác nhá. Tại vì những cái hàng này là hàng đã được kiểm nghiệm hết rồi, tiến pin pin sang tận xưởng bên kia nghe đánh thử chất lượng của anh hết rồi, ta đặt bên người ta làm. Thì nếu mà bác nào mà có nhu cầu lấy đẩy đi sự kiện 1.600 bông cây thì liên hệ với tiến pin pin. Cái đẩy này giá tiến pin pin bán cho các bác là giá cực hợp lý luôn, cực hấp dẫn luôn đấy. Giá là tiến pin pin bán cho các bác là 11 triệu bao ship toàn quốc cho các bác. Các bác nhé, 11 triệu bao ship toàn quốc. Đó. Các bác nếu mà chơi sự kiện nhỏ ngoài trời thì là cần một con này thôi là vô tư, không cần thiết phải nhiều nữa. Các bác đánh hai cặp full 40 và hai chiếc cúp đơn vô tư. Được khỏe các bác nhé. 11 triệu bao ship toàn quốc cho các bác. Nếu bác nào lấy liên hệ với Tiến Mini theo số điện thoại là 0948 388 448. Xin nhắc lại là 0948 388 448. Tiến Bimbi ở Thổ Tàng, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Đó, nếu bác nào dùng sự kiện thì là liên hệ với cả Tiến Bimbi theo số điện thoại trên. Còn nói đơn giản là hàng của Tiến Bimbi đã đạt rồi thì có nghĩa là các bác là không có phần nháy nữa đâu. Trên thị trường không có hàng Bimbi 1.600 euro đâu. Tiến Bimbi đạt người ta rồi. Có tem của Tiến Bimbi dán vào các cái đẩy hết. Đây là các bác yên tâm một điều 100% đấy. Đây các bác. Nhìn chất lượng của nó thì không phải bàn luôn. Nó như con NAB Goodman 880F ấy, tụ Hunter này. Đó. Chất lượng tụ này nó cực tốt rồi. Đó. Hàng VIP. Đây là một to. Nguồn phải lớn. Nặng 47 cân cả bì các bác nhé. 47 cân. Khủng khiếp luôn. Khủng khiếp, nó là con khủng long. 1.600 mon một cây. Đó các bạn. Bốn giờ này riêng biển hết, một giờ này một cây, một giờ này hai cây, bên này anh tư đây, còn đây là cái này nguồn tổng, đây bác, đây là cây nguồn to như cây tràng các bác nhá, rất mềm, bỏ vít cắm này các bác có khô được, thì nó mới chịu được, thì mình cũng rất là lớn, đó các bạn, cực khủng khiếp luôn. Vâng, xin chào các bác nhé. Bác nào mà lấy liên hệ với Tiến Bimbi theo số điện thoại trên Tiến Bimbi vừa đọc đấy. Vâng, đây xin chào các bác.